Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây mộc hương hàng 1 tuổi nhé các bác nhé. Mộc hương hàng 1 tuổi ạ. Cây mộc hương 1 tuổi nhé. Hàng này em bán là 150k một cây, em ship từ 10 cây ạ. Mộc 1 tuổi nha mọi người nhá. Hàng mộc 1 tuổi này em bán là 150k một cây, em ship từ 10 cây nha mọi người nhá. Hàng này em vừa mới đánh về ngày hôm nay đấy ạ. Nô này cực kỳ đẹp luôn. Em nhận tạng sẽ cao 70 đến 80 phân nha các bác nhá. Cao 70 đến 80 phân, hàng thẳng, thân không lỗi không sẹo. Thân không lỗi không sẹo nha mọi người nhá. Tức là thân cả nó cái chỗ này nó hơi cong một tí nha mọi người, về mọi người lấy cái lẹp mọi người lẹp lại là nó thẳng nhá. Thân cây nhà em này em quay sát thân cho mọi người xem này. Hàng không lỗi không sẹo không tật nhá. Những cái hàng nếu mọi người mua một cây bị lỗi bị sẹo ấy thì khi về nhà mọi người nuôi thì nó sẽ thành một cây thuyết tật. Tức là thân nó thẳng nhưng nó sẽ có tật nhá. Còn hàng này nhà em là hàng xuất cho mọi người là đảm bảo là hàng không sẹo. Nó không có sẹo thì khi mình nuôi to nó thân nó sẽ mịn nhá, thân nó sẽ trắng và mịn. Nếu mà hàng mà có sẹo thì mình nuôi về sau này nó sẽ thành tật đấy ạ. Mộc hả em? Đúng rồi anh ơi, đây ạ. Mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Cây rất là đẹp này. Da mộc xịn sò luôn. Hàng này em bán sỉ. Hàng này em bán sỉ. Em bán từ 10 cây giá là 150k một cây nhá. Hàng này là hàng mộc giống, cây giống mộc hương ta hoa vàng. Bắt đầu mua từ 10 cây giá là 150k một cây ạ. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây rất là đẹp luôn. Đây ạ. Thân thẳng mịn luôn, chất mộc. Chất mộc đẹp nhá. Chất mộc đẹp ạ. Em đo này. Em đo nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Cao 70 phân. Mộc này cao 70 phân rồi này. Tiếp tục này. Chân mộc đẹp này. Mộc rất xịn sò này, chân mộc đẹp này. Đấy. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 ạ. Em đo này. Em đo nhá. 20 này, 40 này, 60 này, cây này 80 này. Em nhận tặng khách, cây này cao cây từ 70 phân đến 80 phân nha mọi người nhá. Em nhận tặng khách, em nhận tặng mọi người cây này cao từ 70 phân đến 80 phân, giá là 150k một cây, em ship từ 10 cây nha mọi người nhá. Giá 150k một cây, em ship từ 10 cây ạ. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng ạ. Đây ạ, cây mộc hương này ạ. Mộc hương đây bây giờ đang là từ khóa hot nhất trong dòng hoa cây cảnh, trong hoa trong các dòng hoa cây cảnh thì mộc hương hiện tại là cây đang được yêu thích và ưa chuộng nhất ạ. Từ khóa mộc hương là từ mà được các bạn được tìm kiếm nhiều nhất trong cái đầu năm nay. Mộc hương này ạ. Em bán là 150k một cây, em ship từ 10 cây nhá. Tức là các bác mua 10 cây thì giá nó sẽ là 1 triệu rưỡi ạ. Cây giống mộc hương ta hoa vàng hàng 1 tuổi nhá. Hàng 1 tuổi ạ. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 80. Bác nào mua thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 giúp em. Cây rất là đẹp luôn, cây nào cũng đẹp. Hàng nhà em thì đảm bảo tiêu chí là thứ nhất là chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng nhá. Chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng. Bác nào đang có niềm đam mê với hoa cây cảnh mà muốn thử sức ở với lĩnh vực nông nghiệp thì các bác có thể thử sức với cây mộc hương này ạ. Nó sẽ đem lại giá trị kinh tế rất là cao luôn. Và là không tốn công chăm sóc của mình, không cầu kỳ. Hàng này em bán từ 10 cây cho các bác về trồng thử nhá. Là 10 cây là giá là 1 triệu rưỡi ạ. 20 này, 40 này, 60, cái này cao 70 phân. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 20 này, 40 này, 60 này, 70 này. Cái này cao cây 70 phân này. Cây rất là đẹp nhá mọi người nhá. Cây này cây giống mộc hương ta hoa vàng, cây rất là đẹp luôn. Hàng này em đang bán là giá là
Hàng này em đang bán với giá là